Trụ Khoa Minh, đây là bệnh án của nạn nhân bị tai nạn hồi đêm qua. Cảm ơn. Về phải không anh? Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt thôi. Nè, anh mệt hả? Vậy tối nay về phòng em massage cho nha. Gì đây, cô ta lại định dùng chiêu mỹ nhân kế với mình sao? Cô không phải là mẫu người của tôi, nhưng có mèo nào chê mỡ bao giờ đâu. Mình lẫn cô ta cũng chỉ là kẻ qua đường của nhau, thì có gì mà phải ngại chứ. Thôi, để tối nay đi. Đây là bệnh viện chứ không phải là phòng riêng. Mà ngồi đó làm những chuyện yêu đương hả? Bác sĩ Kim, sao không coi đi kiểm tra cái phòng bệnh đi, còn ngồi đó làm gì? Chà, coi bộ trưởng khoa thích dùng uy quyền để đàn áp người khác quá ha. Câm cái miệng cô lại. Nếu cô không muốn mất việc á, tốt nhất bớt nhiều chuyện giùm cái đi. Bộ anh tưởng tôi sợ anh lắm hả? Nghĩ đi nghĩ. Đáng ghét thiệt. Chưa gì mà anh ta đã dên dáng như vậy rồi. Bọn anh chịu đựng được hả? Nếu sau này xui xẻo mà anh ta quản lý cái bệnh viện này á, thì chắc mình ra đường sớm luôn đó anh. Em sai lầm. Nếu như bây giờ mà mình đối chọi trực tiếp với bác sĩ Minh thì không thể nào thắng được. Tại vì bây giờ bên cạnh của bác sĩ Minh có Uyển Lan, có giám đốc, lúc nào cũng bên vực hắn. Vậy không lẽ bây giờ mình chịu trận vậy hả anh? Nếu như bây giờ đối chọi trực tiếp với bác sĩ Minh, mình sẽ không thắng được đâu. Mình phải tìm một hướng khác mới hơn, nhẫn nhục hơn. Vậy ý anh bây giờ là mình cứ im lặng và quan sát những hành động của hắn hả? Song song đó, mình phải mua chuộc lòng người trước. Mua chuộc lòng người là những ai anh? Tất cả mọi người, từ cấp trên đến đồng nghiệp, thậm chí là bệnh nhân. Nếu mà lấy lòng các đồng nghiệp và cấp trên thì em hiểu. Nhưng mà còn bệnh nhân thì họ giúp gì được cho mình? Làn sóng dư luận mới là đáng sợ. Thằng Minh thuộc dạng người thích tham vọng và muốn được mọi người nể trọng. Nếu như chúng ta có được sự quý mến của những bệnh nhân hay là người nhà của họ, thì họ sẽ giúp mình đưa tin đi khắp nơi. Và lúc đó chúng ta đâu cần phải mất thời gian làm những chuyện đó đâu. Thằng Minh chắc chắn là nó sẽ không bao giờ chịu thua thiệt. Không muốn ai hơn nó. Và nó sẽ ra tay. Mà khi ra tay, để lộ điểm yếu. Hiểu chưa? Em công nhận anh cũng ghê thiệt đó nha. Nghĩ được những điều mà không ai suy nghĩ được. Anh đúng là thiên tài. Thực sự anh muốn nó phải trả giá những gì mà nó đã gây ra cho chúng ta. Bác sĩ Minh ơi, bác sĩ Minh, làm bác sĩ chi mà không biết cứu tôi? Trời ơi, cứu người như cứu quả mà. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, tôi biết bà, tôi biết bà, tôi lại mấy người. Đừng có gọi hối thúc tôi nữa. Có, tôi nói có, chắc chắn là có. Trời ơi, tôi lại á, để tôi làm việc tôi kiếm tiền đi. Có. Rồi. Khổ ghê vậy.
Bác sĩ Minh ơi, bà Hồ chính với bác sĩ Minh ơi. Ồ, bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh. À, tôi đợi bác sĩ từ hồi nãy tới giờ. Bác sĩ, mấy nay tôi kẹt quá à. Giúp tôi lần này đi, tôi hứa tôi không làm phiền bác sĩ nữa. Ráng giúp tôi lần này đi, tôi tìm hết cách rồi, chỉ còn có bác sĩ thôi. Mà người ta có câu là lương y như từ mẫu, tôi coi bác sĩ như là cha là mẹ tôi vậy đó. Giúp tôi lần này đi, tôi hứa tôi sẽ không đến đây làm phiền bác sĩ nữa. Đó, nó gọi nữa kìa. Có rồi, sắp sửa lấy tiền, đừng có gọi nữa nha. Ok. Đó, bác sĩ thấy chưa? Khổ lắm, bác sĩ giúp tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ không đến làm phiền bác sĩ nữa mà. Tôi nói thiệt đó, chứ không thôi á, tôi không biết tìm ai, tôi tới tìm bác sĩ hoài á. Giúp tôi nha, bác sĩ Minh. Lần cuối cùng, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Ý, biết chưa? Lần cuối cùng không bao giờ làm phiền bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nha. Bánh cam nha cô. Ê, nhiêu cái? Dạ 3.000. 3.000 cái hả? Dạ. Lấy 5 cái. Dạ. Dạ bánh này nè. Ở nhà làm nên ngon lắm. Nè, 20 luôn á. Khỏi thối, bò luôn. Trời ơi, dòng này chơi sang ha. Gì vậy? Sang quá, bo người ta nữa. Có chuyện gì vui hả má? Kệ tao đi. Nè, đồ ăn nhiều, thấy không? Tha hồ cho má con mình ăn. Ở đâu má có nhiều tiền mà mua đồ nhiều dữ vậy? Má nói cho mày biết nghe chưa? Từ rày sắp tới mày thèm ăn món nào, cứ nói với má, má sẽ có mua cho mày ăn liền. Ủa má đi đào mỏ hả? Gì mày, mặt tao vậy mà đào mỏ được ai mày? Ờ quên, má có mỏ đào đúng không? Nói chung là vậy đó. Mày không cần biết ha. Bây giờ mày chỉ cần biết là mày muốn cái gì là tao cho mày cái đó. Nó con cái đi. Tiền của má nữa nè. Trời ơi, cái thằng từ từ ăn. Con lấy con gái mà. Từ từ. Đi. Ngon quá. Đi. Muốn cái gì nói tao nha. Biết rồi. Ra đây ngồi nghỉ chút xíu đi ông. Ừ. Ủa dạ, con chào ba má. Con. Để cho anh. Mới tới hả con? Dạ. Ủa anh Minh, bữa nay anh không đi làm hay sao vậy? Có, nhưng anh xin nghỉ một buổi. Bây giờ em vào lấy đồ đi, rồi anh đưa em đi dạo, sẵn đi ăn luôn. Con đã thương vợ ghê chưa? Đi bây giờ hả? Ừ. Trời ơi, cái gì mà hỏi nữa. Đi vô trong lấy đồ đi, mất công nó đợi con. Thì nó bất ngờ quá mà. Từ trước giờ có được đi đâu. Nè con, vợ có bầu như vậy mà được chồng chăm lo như con là nó hạnh phúc lắm đó nghe không? Hồi trước giờ con lo làm quá, cho nên con khiến mẹ anh buồn và ba má không được vui. Con hứa sau này con sẽ cố gắng đền bù cho mẹ anh. Trời ơi, con nghĩ như vậy là đúng rồi. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng đó con. Vợ có hạnh phúc, có vui vẻ hay không là nhờ vào người chồng biết quan tâm lo lắng cho mình đó con. Dạ. Kìa, nó ra tới rồi kìa con. Dạ. Dạ thưa ba má, tụi con đi đây. Đi chơi vui vẻ nghe không con? Dạ. Thưa ba má con đi. Để cho anh. Bởi vậy tụi nói em thấy hay không? Trời ơi, cái thằng tâm lý quá trời quá đất à. Đó, nó bận rộn không có thời gian, vậy mà nó còn dành thời gian về nhà đưa vợ nó đi chơi nữa. Còn mắt tôi là tôi nhìn người không bao giờ sai được, ông thấy không? Còn ông á, ông làm gì vậy? Ông lúc nào cũng nói thằng Minh không biết quan tâm tới vợ. Còn bây giờ ông nhìn đi, thấy không? Nó tốt quá trời quá đất đi rồi còn gì nữa. Thì tôi cũng mong là được như lời bà nói. Dạ con chào dì Dự. Con. Ủa bộ nay không đi làm hả con? Dạ không. Con xách cái gì qua nữa vậy?
Trời ơi, nó lại xách cái gì nữa vậy? Dạ, cái này là trứng ổng, bạn con ở dưới quê gửi lên á. Con nghe nói bà bầu mạng cái này mai mốt sinh con thông minh lắm. Đúng rồi đó con. Quý lắm đó nghe. Ủa, mấy anh đâu rồi vậy? Nó đi chơi với chồng nó rồi. Nó mới vừa đi đó con. Mới đi tức thì á. Là thằng Minh tới rước mấy anh đi à? Cái thằng này hỏi kỳ cục ghê á. Không chồng nó rước thì ai rước nè? Dạ, thằng Minh chịu khó về đây quan tâm chăm sóc mấy anh như vậy con thấy cũng vui. Cũng mong là mọi chuyện tốt đẹp như là lời con nói vậy. Mà chuyện học hành của con ở trung tâm á, dạo này sao rồi? Dạ, con vẫn đi học bình thường. Vậy hả? Cố gắng học nghe chưa? Dạ. Học không bao giờ là trễ hết nha. Dạ. Uống trà đi con. Dạ. Dạo gần đây em có hay đi khám thai không? Dạ, cũng thường xuyên. Con thì cũng phát triển tốt. Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng rất là nhiều. Nếu như muốn con sinh ra sau này được khỏe mạnh và dễ thương á, thì tâm lý của người mẹ phải luôn vui vẻ và thoải mái. Bây giờ em muốn đi đâu? Dạ đi đâu cũng được. Hay là để anh chở em ra ngoài ngoại ô nha. Ở ngoài đó không khí thoáng mát hơn nhiều. Ủa, mà sao bữa nay anh lại có nhiều thời gian để đi với em vậy? Thời gian qua anh tập trung cho công việc rất là nhiều, chỉ vì muốn tương lai gia đình mình vững chắc thôi. Nhưng kể từ nay anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để có nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con em. Tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng đối với anh bây giờ sự nghiệp danh vọng mới là trên hết. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em những gì có thể, vì sau này cơ hội chúng ta đi chung với nhau là rất khó. Hãy hiểu cho anh nha mẹ. Em ngồi xuống đi. Dạ chào anh chị. Chào. Dạ anh chị gọi món giùm em. Em muốn ăn gì cứ kêu đi. Anh, hay là mình gọi một món heo rừng xào sả ớt với lại ốc mỡ xào me nha. Thôi, em đang mang bầu, ăn ớt nhiều cay không tốt sức khỏe đâu. Để anh kêu cho. Vậy anh biết món nào ngon thì anh gọi đi. Cho tôi món này nha. Dạ. Món này. Dạ dạ. Dạ món này. Đây nữa. Dạ. Cái này nữa. Dạ. Rồi. Cho hai ly nước cam trước nha. Dạ anh chị ngồi đợi chút. Cảm ơn. Dạ. Sao có hai người, anh gọi chi nhiều vậy, ăn xong hết. Có gì đâu, bây giờ em đang mang thai, em ăn cho tới hai người lận, cho nên là phải ráng ăn, có biết không? Tốt cho cả mẹ và con. Cảm ơn anh. Dạ mời anh chị dùng nước trước. Em uống thiệt nhiều nước cam vô nha, để có sức đề kháng. Tốt cho cả mẹ và con. Sau này sinh con ra nó sẽ trắng trẻo và khỏe mạnh, em biết không? Làm gì nhìn anh dữ vậy? Bộ mặt anh dính gì hả? Không. Em cứ nghe lời anh, uống nhiều nước cam vô, tốt mà em. Giỏi lắm. Ngoan, anh thương nha. Anh lo cho em lắm đó. Uống miếng nữa đi mà. Nhưng mà em nói... Uống đi. Được rồi, để em tự gấp. Tới bây giờ mà em vẫn còn giữ khoảng cách với anh như vậy hả? Em xin lỗi.
Nếu em luôn coi trọng quá khứ thì người đau khổ chính là em đó. Thay vì buồn đau thì chúng ta hãy cùng vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp cho tương lai sau này của gia đình mình. Anh nghe điện thoại cái. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đi đâu mà sao không nói cho em biết? Anh có chuyện ra ngoài chút. Em tìm anh có gì không? Ủa, bộ phải có chuyện gì em mới được gọi cho anh hả? Ý anh không phải vậy. Em ra lệnh cho anh là trong vòng 15 phút nữa anh phải có mặt ở bệnh viện để chở em đi ăn. Anh có việc thật mà. Anh sợ anh không về kịp. Em gọi cái gì ăn đỡ đi. Nếu vậy thì em sẽ cho anh thêm 15 phút nữa. Anh vẫn không có mặt ở bệnh viện, sau này em sẽ không bao giờ đi với anh luôn. Đối với tao, mày chẳng qua chỉ là cây cầu để tao bước lên đỉnh cao danh vọng thôi. Mày hãy đợi đó. Em à, anh xin lỗi. Bệnh viện vừa mới gọi anh có ca mổ rất quan trọng. Bây giờ anh phải về bệnh viện liền rồi. Dạ không sao, cứu người quan trọng hơn mà. Thôi mình về. Anh ơi, tính tiền giùm em. Sáng giờ cậu có chạy được cuốc nào không? Cũng được. Dạ sáng mới ra cũng có mối anh. Vậy là chết rồi. Dạo này sao vắng quá. Từ ngày xe ôm công nghệ ra, xe hơi bình thường ấy. Ê khách dữ ha. Ê chị. Đi đâu vậy? Đi chợ. Trời ơi, tôi với bà là chồng vợ mà bà gặp tôi giống như là gặp người dân vậy. Ai biết đâu, chuyện đàn ông đàn bà đừng xí vô. Đi chợ ha. Nè. Gì? Bữa nay á, đổi món giùm tôi một cái. Chạy ra chợ kiếm gì, rau gì á, đổi món nấu canh ăn cho nó mát. Thời tiết gì nóng quá nóng. Đổ thừa hoàn cảnh. Canh cho ăn không? Thì rau thôi. Canh bầu ha. Biết hả bà? Đói canh rau. Thì rau. Bà đừng nói với tôi là bà hết tiền rồi nha. Không phải, chuyện này quan trọng nè. Cho tiền đi chợ đi. Cái gì? Hôm qua tôi đưa tiền bà đâu? Bà đừng có nói tôi là bà đánh bài hết nha. Là bậy. Tiền đưa đi chợ mà đánh bài cái gì? Ngày hôm qua tôi xách tiền tôi đi chợ, xong tôi gặp bà Sáu. Ông nhớ bà Sáu không? Bà Sáu nào? Bà Sáu cao đó. Cao nào? Thôi ông chỉ cần biết bà Sáu là bạn thân của tôi đi. Biết vậy được rồi. Tôi gặp bà Sáu cái bà nói: trời ơi, bà Tám lâu ngày không gặp bà, bà không ghé nhà tôi chơi. Ông biết tánh tôi mà, hay nể bạn bè đó. Thấy còn sớm nên tôi mới vô nhà bà tôi chơi. Tôi vô tôi chơi ai dè trọng có xong bài không. Nhưng mà tôi không có đánh nha. Cái nào ra cái đó nha. Tiền chợ là tiền chợ, tiền đánh bài là tiền đánh bài nha. Rồi tôi đứng tôi ngó. Rồi cái bà nói: bà Tám đang thiếu tay nè, thôi vô đi cho đủ tay. Ông biết đánh tôi mà, chuyên nể bạn bè. Giờ chẳng lẽ bạn bè thiếu tay mà đóng góp vô cho bạn bè đủ tay. Cho nên cái tôi vô tôi cầm cự, chừng nào có đủ tay thì tôi ra. Ai ngờ chuyện không hay, tiền của ông hình như là tiền không trong sạch đó. Đánh một cái là tôi sạch bách luôn à. Dám đánh tôi hả? Trời ơi trời, tôi đã nói bà biết bao nhiêu lần rồi. Không biết chừng nào bà mới bỏ cái tách bài bạc của bà nữa. Trời ơi, tôi khổ quá mà, tôi làm tiền cực khổ quá mà. Mà bà vô bà nướng xong bài hoài vậy. Không phải, thử giận mai thôi. Bây giờ tôi hứa với ông là từ nay tôi không đánh bài nữa. Tôi nói thiệt, tôi bỏ. Bà hứa không? Hứa. Hứa là phải nhớ nha. Đi chợ. Hứa tôi mà. Tôi làm đồng tiền cực lắm chứ không phải sung sướng gì đâu. Biết rồi. Nắng nôi cực khổ. Bà nha, lần này bà mà không bỏ bài bạc tôi ly dị bà luôn á. Biết rồi. Nè. Vậy bà đòi ly dị 50 ngàn coi như 50 triệu. Bà nói gì á? Tôi nói còn dư tiền mua thêm tôm khô củ kiệu cho ông ăn. Có. Ê, để tao chạy trước nha. Anh chạy đi. Anh trễ 5 phút. Anh xin lỗi. Vừa xong việc là anh chạy như bay tới đây. Do bị kẹt xe cho nên trễ một chút. Em à. Thôi mình đi ăn đi. Anh đói quá. Không, em không muốn đi nữa.
Thôi mà giận anh hả? Anh xin lỗi. Em rảnh. Nghe nói ở nhà hàng này có món cơm gà rất là ngon, anh tới mua cho em đi. Ở quận 6 lận hả? Từ đây đến đó đi rồi về mất cả tiếng đồng hồ lận. Hay là mình ăn cái gì ở gần đây cũng được mà em. Không, em chỉ thích ăn ở cái quán đó thôi. Anh dám không chịu ý em đúng không? Thôi được, nếu em thích ăn ở đó, anh sẽ chạy ra đó mua về cho em ăn. Em canh thời gian đó, nếu như mà một tiếng anh vẫn chưa về thì đừng có mang lên cho em nữa. Tức chết đi được, nó coi mình như ô xin. Để kế hoạch thành công sớm, mình đành nhịn nó vậy. Sao anh vẫn chưa đi, em tính thời gian đó. Anh đi liền, đợi anh tí, anh về liền.